Hello, xin chào anh em. Anh Hyper Gaming đây. Thì hôm nay mình sẽ làm cho bạn một thế quay sẽ cho các bạn xem một cờ. Thì mình sẽ làm cowboy miền Tây. Thì mình sẽ làm cowboy miền Tây. Thì ok, mình không hiểu đây cái chuyện gì đang xảy ra với mình. Mình á, tự nhiên mình lại ra đây nè. Trời ơi, thật ra mình đã làm cái này từ lâu rồi. Mình chỉ là đang chết. What? Ok, thì mình lại tới đây nè. Sao mình không ở nhà được mà phải ra đây? Ôi, kệ cha nó đi. Kệ cha nó đi. Để xem coi thằng Ly là thằng nào. Đó! Xin chào. Chết rồi, tạm biệt. Tôi không đủ cái chi hết á. Bye bye nha. Ok, giờ mình không biết nên đi đâu đây nữa. Vì thằng chó gì á. Ok, giờ không biết chỗ nào để mua đồ. Tên này là ai? Thằng này là ai? Actually Okay. Shop. Chị vậy? Sao mà không mua được cái này? Thôi kệ cha đi. Mình đang cần vàng. Vàng cũng nhiều. Vàng mình không có nhiều cho lắm. Đầu râu sao đắt vậy? Để xem deal là cái gì. Bực mình này. Hi, tạm biệt các bạn nhé. Bye bye. See you again.